Vì sao bạn không nên ngoáy lỗ rốn dù có bận đến đâu? Rốn thực chất là một vết sẹo trên bụng ở chỗ từng nối với nhau thai, được xem như bộ phận khá vô thưởng vô phạt trên cơ thể mỗi người giống như ruột thừa, nhưng chiếc rốn lại ẩn chứa khá nhiều bí mật. Vậy rốn giữ vai trò gì trên cơ thể? Không ít người nghĩ rằng rốn chẳng có vai trò gì mà lý do tồn tại của nó trên cơ thể thật không rõ ràng, thực ra điều đó không hề đúng. Rốn là một huyệt vị, hơn nữa lại là một huyệt vị đặc biệt nhất trên cơ thể đặc biệt ở chỗ rốn là huyệt vị duy nhất có thể dùng tay chạm vào được, dùng mắt nhìn thấy được. Trong đông y, rốn được gọi với cái tên thần khuyết. Huyệt thần khuyết giữ vai trò liên kết 12 tỉnh mạch, lục phủ ngũ tạng, tứ chi, ngũ quan, da thịt gân cốt của cơ thể. Là một huyệt vị quan trọng, nhưng hình dạng của rốn lồi lõm nên có thể tồn động chất bẩn từ bên ngoài hoặc những chất bài tiết từ quá trình trao đổi chất Vậy chúng ta cần phải làm gì để chăm sóc và vệ sinh cho huyệt vị này bởi vì rốn là một nơi ấn nấu an toàn cho các vi khuẩn bởi rất ít khi chúng ta rửa nó bằng xà phòng. Các nhà khoa học đã phát hiện có 1.400 chủng vi khuẩn khác nhau sinh sống trong đó. Một trong số chúng có thể là những loài chưa từng gặp ở nơi khác bao giờ. Tuy nhiên, việc ngoáy rốn hoặc vệ sinh rốn không đúng cách sẽ dẫn đến nguy cơ da vùng rốn bị tổn thương, viêm nhiễm, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào mạch máu qua lỗ rốn. Tối kỵ không được dùng móng tay móc chất bẩn ra từ rốn vì vùng da ở rốn cực kỳ nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Chất bẩn tồn tại trong rốn không phải ngẫu nhiên và không có vai trò gì. Những chất thải này giúp lỗ rốn duy trì nhiệt độ bình thường. Nếu thiếu chúng, nhiệt lượng sẽ bị phát tán nhanh, gây tổn hại đến chức năng dạ dày và ruột. Tuy nhiên, khi chất thải này tích tụ quá nhiều khiến rốn trở nên mất vệ sinh. Bạn có thể làm sạch nhẹ nhàng bằng những vật mềm ẩm hoặc dùng vật mềm chà sát nhẹ nhàng trực tiếp dưới vòi nước. Trên đây là một số điều thú vị về rốn, chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hãy đăng ký kênh Thanh Tú Boss để xem được video mới nhất nhé.